chương trình khốc liệt kìa, quá. Đằng kia là sát xe này, chuyến này tôi về tôi viết tin cho cả hai báo đó. Rồi, tin cho hai báo đó. Đây là đơn vị tăng T-54 hùng hậu của Cộng sản đã bị đánh bại. Và những tên lính lái tăng T-54 tù binh Việt Cộng. Bây giờ tôi xin được vinh hạnh giới thiệu với quý vị người anh hùng của lữ đoàn tăng Bạch Hổ, người đã đương đầu và bắn hạ tăng T-54 nổi tiếng của Cộng sản. Thiếu tá Thạch, mời đại úy. Chào đại úy Quang. Chào thiếu tá. Nhận được điện của ngài tư lệnh, chúng tôi tổ chức một đoàn nhà báo Việt Nam và ngoại quốc ra đây ngay. Dạ. Chúc mừng đại úy không hề hấn gì. Một cú tâm lý đã đời ha. Đại úy hãy cố gắng cộng tác với chúng tôi ngay. Dạ, cảm ơn thiếu tá. Cảm ơn. Hạnh ơi, cố tỉnh một lát, xem chúng nó giở trò gì. Vững nhá. Thằng Quang, thằng phản bội, mời ông. Chúng tôi làm thế này chẳng qua là chén nước của người Việt Nam khi có câu chuyện muốn nói, chứ thực ra không có ý gì khác. Mong ông hiểu cho. Giờ xin phép bắt đầu câu chuyện. Cũng đơn giản thôi. Quá đơn giản nữa là khác. Tức là ông chỉ cần nói một lời ngắn gọn. Hoặc nữa, ông chỉ gật đầu công nhận trước các nhà báo kia. Chiếc tăng T-54 của ông bị tăng M-41 bắn cháy. Thế là xong. Vâng, xong chúng tôi sẽ thỏa mãn mọi điều ông muốn. Nhưng chính chiếc tăng T-54 của chúng tôi đã bắn cháy chiếc M-41 của các ông. Bắn cháy ngay từ loạt đạn đầu. Sau đó vì xa vào bãi mìn cho nên nó mới bị cháy hỏng. Không sao, không sao. Cuối cùng thì cũng vậy thôi. Đằng nào thì chức tăng của ông cũng đã nằm đây. Đây là cách tốt nhất để cứu vãn tình thế cho ông. Ông không nên do dự nữa. Tôi hiểu. Xe tăng của chúng tôi thình lình xuất hiện, đánh tan tác lữ đoàn tăng Bạch Hổ của các ông. Binh lính công đang hoảng loạn. Vì vậy, các ông cần một lời trấn an để lấy lại tinh thần cho binh lính của các ông. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ô là là, ông dùng đi. Lúc này chúng ta chẳng nên căng thẳng đối chọi với nhau. Đại úy Quang, đại úy hãy nói vài lời với bạn đồng ngũ đi. Đại úy nhận ra người quen cũ chứ? Nhận ra chứ. Các cậu bắn khá lắm. Mới phát đầu mà tớ suýt đi tong. Hút thuốc đi thằng. Nom cậu không thay đổi bao nhiêu. Không thay đổi. Mấy năm rồi còn gì. Thế ra ngồi trong chiếc tăng đó lại là cậu. Ừ, là tớ. Cậu thấy đó, số tớ chưa đến lúc tận mà. Chắc cậu cũng như các anh em khác, ngạc nhiên khi thấy tớ sang phía bên này phải không? Không, lúc đầu có ngạc nhiên, nhưng sau suy nghĩ lại,
thấy là tất yếu. Cậu trả lời như vậy là thẳng thắn, rất thẳng thắn. Bây giờ tớ xin hỏi, có bao giờ cậu đặt câu hỏi tại sao bên này không? Câu trả lời đó ở ngay trong con người những kẻ như cậu. Phải rồi, phải rồi. Không chịu được gian khổ, sợ chết phải không? Cũng đúng cả. Đã là con người, ai lại không có cái ngán, cái sợ đó. Nhưng như thế, các cậu phải hiểu rằng tớ chạy sang bên này không phải vì thù ghét bên ấy, thù ghét các cậu. Mỗi người có một con đường riêng của mình. Tớ đã chọn đi theo con đường của tớ. Con đường của một thằng phản bội. Tớ vẫn thường sợ tay súng của cậu. Cậu mà bắn thì tớ ngoèo rồi. Nhưng cậu đã không bắn. Tớ cảm ơn giây phút đó. Cảm ơn cậu đã nhân nhượng với tớ. Không đúng. Tớ không bắn vì nhận thức không thay đổi kịp sự phản bội của cậu. Ông thiếu tá cứ yên tâm. Tôi muốn nói chuyện riêng với Trung úy Thắng. Lâu ngày không gặp mặt, lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Tớ biết giữa cậu và tớ không có gì thù oán, ngoài chuyện về Hân. Tớ và Hân yêu nhau, lấy nhau. Lúc đó tớ nào có biết cậu là ai. Dù cho trong giấc mơ, tớ đã nhiều lần nghe Hân nhắc tên cậu. Nhưng tớ hiểu. Tớ hiểu cậu. Cậu vẫn nặng tình với Hân. Cậu vẫn yêu Hân. Và Hân cũng vậy. Bây giờ chúng ta cần phải nhìn thẳng sự thật đó. Ông thiếu tá, tôi và ông Thăng đây có một câu chuyện rất riêng muốn nói với nhau. Ông thiếu tá có thể... xin sẵn sàng. Dẹp, xin cảm phiền các ngài ký giả lui ra chút xíu. Trời ơi, chờ đến bao giờ đây ông thiếu tá? Tôi hiểu. Các ngài sẽ có những tin tức xác đáng do đại úy Quang đảm trách. Xin mời. Được, thôi. Tớ biết điều đó. Tớ muốn tạo điều kiện để đền bù cho cậu. Tớ vẫn nghĩ đến Hân. Không muốn Hân bị lỡ giờ. Cậu có thể trở về. Cậu hãy làm theo lời mà ông thiếu tá vừa nói. Tớ xin hứa, lời hứa danh dự, để cho cậu trở về bên kia với Hân. Tớ gửi lời xin lỗi cô ấy. Mày, thằng khốn nạn! Trời ơi, có chuyện gì kìa? Ông thiếu tá vừa tiết lộ bí mật. Hai người yêu cô gái đó lắm à. Vì Hân, mày hiểu không? Không phải chỉ một mình mày mới biết yêu và cao thượng. Tao vừa mới nghĩ đến Hân. Tao cũng muốn bắn mày trong hoàn cảnh như thế này. Thưa ông thiếu tá, mày tỏ ra là một thằng lính can đảm,
chúng tao sẽ đối xử với mày theo cách của những thằng lính. Chúng tao sẽ thả mày. Căn cứ của chúng mày ở trên xanh, phía sau bờ đất nổi kia. Mày hãy đi đi. Hãy bò, hãy lết tới đó. À, như thế này nằm ngồi cũng không sống được. Nói gì tới chuyện bò đi. Bà thông tính khỏi lo. Hắn thừa sức mò tới đích đó. Ý chí quyết liệt tiến công đến cùng của quân giải phóng kia mà. Thế nào? Nhận lời chứ? Các ông thừa biết rằng, với vết thương như thế này, với thân thể như thế này, người lính này không thể bỏ đi quá 10 thước. Được. Tao nhận lời. Tao sẽ bò. Tao sẽ lết như chúng mày muốn. Nhưng với một điều kiện. Chúng mày không được giết thằng Hạnh. Được. Tao hứa sẽ bảo ban khuyên nhủ thằng Hạnh. Còn mày, thế nào, người anh hùng? Hãy cố lết về phía bên kia mà ăn rau tàu bay, ăn củ đóc, uống nước suối. Nào, đi đi. Hạnh. Tao sẽ chôn cất thằng Hạnh tử tế. Tao không xấu như mày tưởng. Anh thấy thế nào? Không biết. Lạ thật. Làm sao mà tôi biết được? Thiếu tá kia yên tâm, đoạn đường từ đó tới đích còn xa lắm. Nếu nó bò tới vượt qua bờ đất thì sẽ ra khỏi tầm hỏa lực của ta. Không bò được tới đó đâu. Kìa, ông thiếu tá nhìn.
lại chưa? Sao không có thúc đi cho rồi? Bò hoài thế kia thì chết mất. Các ông phải chấm dứt ngay chuyện này. Đây là sự thách đố, sự hành hạ thể xác con người. Ô, xin đừng nổi nóng, ngài ký giả. Vô nhân đạo, không thể như thế được. Tôi hiểu. Sự dễ xúc cảm của ký giả, các nhà nghệ sĩ. Nhưng đây là chiến tranh mà. Đây không phải là chiến tranh, ông thiếu tá. Đây là một sự dã man kinh tởm. Các ông sẽ bị lên án. Con người sẽ lên án. Tôi hiểu. Ông ký giả, xin cứ bình tĩnh, sẽ có những tin hấp dẫn gửi về tòa soạn. Này ơi! Tới rồi. Mày làm ăn thế à? Alo, tên mà nằm đâu? Phá đâu? Bắn! Tiếp tế vô hả? Dạ. Ngon quá ha. À, được rồi. Sử dụng đi. Chuyện chi cái tên rồi? Ôi, chắc là bộ đội phá bánh mìn rồi. Sao là chuyện chi đấy? Cũng chưa người ta mà đóng mìn. Bây giờ giống như còn ngồi dưới chân chứ. Rồi, con anh. Cả khi trường yên tâm đánh chắc là xin bảo. Thank you.
chị ơi, đứng lại. Mình nổ đây. Anh đã một lần lầm lỡ. Bây giờ hãy cố sống cho ra một con người. Chúng tôi muốn cứu anh, mà anh không tự cứu mình thì cũng chịu. Phải hiểu rằng mỗi con người chúng ta, bất kể ai, trong hoàn cảnh nào, thì cũng còn quê hương, đất nước. Anh không nên làm thế. Anh không được phép chạy trốn một lần nữa. Anh phải sống, phải trở thành một con người khác. Với lại, anh còn có gia đình, còn có Hân, còn phải có trách nhiệm với cháu nhỏ. Tôi xin anh, đừng nhắc đến Hân. Tôi có lỗi, có tội với cô ấy. Băng lại cho anh ta. Mẹ ơi, nhà mình có điện. Chị Hân ra nhận điện này. Ký nhận vào đây. Đây. Xin bác. Vâng. Cô Phận điện cho mình hả mẹ? Mẹ này, anh Quang bị tai nạn. Anh Thăng nhắn chị đưa cháu vào gấp. Em Phận. Quang là ai hả mẹ? Là bố của con. Anh Bộ Đội ơi, anh ngồi xuống đây với bà cháu tôi cho khỏi mọi chứng. Dạ, cảm ơn cô ạ. Anh đi phép bây giờ à, trở vô à? Con đi công tác ạ. Anh đồng mấy cháu rồi? Con chưa có gia đình ạ. Hồi bọn thủy quân lục chiến thất trần tràn vô thành phố, nhà tôi mất rau tròi. Bên họ có việc chi không? Ui chào, nhà cửa đồ đạc của con bị chúng đập sạch sành sanh. Rồi mấy ó chồng con gà rồi chứ? Dạ, chị cả con chồng chết trận. Chị hai chồng thương với bên. Bà còn ghét lính tráng lắm. Sứa mà năm chị em con cũng lấy chồng lính cả. Con là Út cũng lấy chồng sĩ quan luôn à. Chồng con trước lúc mắc quân dịch, ảnh là giáo sư lịch sử, hiền khô à. Bây giờ chẳng qua cũng là thời cuộc gì à. Giờ con chỉ trông vào chính sách khoan hồng của cách mạng mà thôi.
kìa Vinh, khéo ngã bây giờ con. Hân. Anh Thăng, em nhận được điện của cô Phận nói anh nhắn em vào, em thu xếp cho cháu vào ngay. Kìa, chào bác đi con. Cháu chào bác ạ. Chào cháu. Sao? Thế cháu đi tàu có mệt lắm không? Không ạ. Nếu như thời gian qua anh biết được em đã đau khổ đến thế nào, ân hận đến thế nào, chắc anh sẽ rộng lòng tha thứ cho em. Sao anh có thể rộng lượng với mọi người được mà lại hẹp lượng với em? Anh có thể yêu cháu nhỏ như chính con đẻ của mình được lắm chứ. Chúng mình đau khổ quá nhiều rồi, nào có ai cấm chúng mình hưởng hạnh phúc đâu, phải không em? Muộn rồi, muộn mất rồi anh ạ. Giá như ngày ấy chúng mình có với nhau được một đứa con thì mọi sự đã khác rồi. Mùa thu ơi, sao vẫn vô tình đùa với lá rơi, với buồn đau hoang dài, với một thời dễ quên dễ nhớ. Thời ấy đã vời xa. Mùa thu ơi, thời chiếc bóng san đôi, tiếng khóc đến cằn khô đầy mắt. Mùa thu rồi chỉ...
tưởng anh về từ hôm trước. Em bỏ cơm chiều ra đón. Chị Hân đây này. Vinh. Chào cô vợ, xuống đây với cô. Nào, được cô đỡ xuống nào. Đỡ cho xuống nhá. Cẩn thận này. Anh điện cho em đưa cháu vào thăm Quang, vì anh biết lúc này chỉ có em là có thể giúp cậu ấy có hiệu quả nhất. Vâng, em hiểu. Tất cả cũng vì cháu Vinh thôi anh ạ. Ngần ấy năm trôi qua mà em vẫn day dứt thấy mình có lỗi. Đừng nhắc chuyện cũ nữa em. Anh Thăng, em thấy có một người duy nhất có thể giúp em chuộc lỗi. Người ấy là em Phận. Con bé yêu anh mà anh không biết đấy. Tình cảm trẻ thơ nó trong sáng lắm. Nếu được như thế thì nỗi ân hận của em sẽ vơi đi nhiều. Em không hiểu anh. Anh coi Phận như em gái nên anh không thể. Em xin anh đừng vội từ chối. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Mẹ em mất rồi. Trên đời này em chỉ còn có anh và Phận là hai người thân yêu nhất thôi.